Xin được kính chào toàn thể quý bệnh nhân cũng như quý người nuôi. Bây giờ xin mời tất cả mọi người, chúng ta hãy cùng với các thầy thuốc và truyền thông, trưởng ban truyền thông anh Phạm Xuân Dũng sẽ cùng hướng về Chúa để dâng lên lời cầu nguyện của mình trước khi bắt đầu buổi lễ. Xin mời tất cả mọi người. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thâm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao dồi cho đến ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhường thân xác họ tràn đầy ở thiên. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu con cho khỏi sự dữ, Amen. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho các thầy thuốc chúng con ân lành để chúng con tiếp tục được chữa bệnh. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có điều kiện để dựng nhà rạp và gìn giữ cho các bệnh nhân được chữa bệnh bình yên trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay, Chúa đã ban cho chúng con có nơi chốn lành lặn để các bệnh nhân yên tâm điều trị, tránh mưa, tránh nắng, tránh cát bụi. Chúng con ngợi khen danh Thiên Chúa đã mang đến những thiên thần, những vị có tấm lòng bác ái đã học đồng hành giúp sức phục dựng lại phòng khám này, nơi mà Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã tâm huyết dày công xây dựng vất vả. Chúng con cảm tạ công ơn của Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã yêu thương và đón nhận tất cả bệnh nhân ung thư đến đây như những người con để được cứu chữa với tấm lòng yêu thương cho không của Cha, mà giờ đây các thầy thuốc đang tiếp nối. Chúng con nguyện xin Chúa soi đường chỉ lối cho các thầy thuốc được luôn bền lòng trì trí, đoàn kết yêu thương lẫn nhau, cùng nhau giúp đỡ cho các bệnh nhân như chính tâm huyết Cha đã dặn dò cho các thầy, gìn giữ con đường cứu người mà Cha đã để lại. Cuối xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con phải sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa, Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Cha Phêrô cùng các đẳng linh hồn lên chốn nghỉ ngơi. Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin mời tất cả mọi người ngồi ạ. Kính thưa toàn thể quý đại biểu cùng quý bệnh nhân và người nuôi, hôm nay chúng ta vui mừng hân hoan đã tổ chức cái buổi lễ mừng phòng khám đã được phục dựng hoàn thành. Thì nội dung trong buổi lễ ngày hôm nay, trước tiên chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một cái nơi lành lặn để chúng ta có thể ở đây để các thầy thuốc và bệnh nhân được điều trị tốt đẹp. Và cảm ơn Cha đã xây dựng cái công trình khoa học yêu thương cho không và giúp cho các bệnh nhân ung thư bằng công nghệ cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư mà Cha đã nghiên cứu 20 năm. Và trong buổi lễ ngày hôm nay, chúng ta vui mừng hân hoan khi có 5 bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị, hỗ trợ điều trị đạt kết quả cao,
Cũng trong buổi lễ này, chúng ta vui mừng chào đón sự trở lại của anh Phạm Xuân Dũng để trở lại làm trưởng ban truyền thông của phòng khám. Trước khi bắt đầu buổi lễ thì thầy Thanh xin được giới thiệu thành phần tham dự. Xin được trân trọng giới thiệu các thầy cùng thành viên của phòng khám, phòng chuyên trị học cổ truyền yêu thương cho không. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Minh Giang, mạnh thường quân của phòng khám. Bà Lê Lan ở Mỹ, mạnh thường quân của phòng khám. Ông Tô Phú Quế, giám đốc công ty một thành viên Trà Phú Quế. Ông Phạm Xuân Dũng, trưởng ban truyền thông viện chăm sóc sức khỏe cộng đồng, kiêm trưởng ban truyền thông của phòng khám. Kính thưa toàn thể quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, thì trước đây khi cha Phêrô còn sống, cha đã giáo dục, cha đã đào tạo, cha đã huấn nhục 4 thầy thuốc ở đây là thầy Thanh, thầy Quý, thầy Tiến và cô Hạnh. Thì bên cạnh đó có một học trò xuất sắc và ưu tú của cha, đó là anh Phạm Xuân Dũng, và cha đã tín nhiệm và trao cho anh chức vụ là trợ lý của cha Tường kiêm trưởng ban truyền thông. Nhớ lại những ngày anh đã cúi đầu trước di ảnh của cha và ra đi lên đường với hành trang là lời cha dạy, và anh đã giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi miền đất nước trong suốt thời gian vừa qua. Và cũng chúc mừng anh với cái thành công là anh đã trở thành trưởng ban truyền thông của Viện Khoa học Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng. Và hôm nay các thầy thuốc ở đây cũng vui mừng chào đón sự trở về của anh, cũng như là anh sẽ cộng tác cùng với các thầy thuốc ở đây làm trưởng ban truyền thông. Đây là cái sứ mệnh cao cả mà cha Phêrô trước khi qua đời đã an bài cho anh. Thì chúng ta, các thầy thuốc và các bệnh nhân cũng mong muốn được lắng nghe ý kiến và cái đôi lời chia sẻ của anh. Xin được trân trọng kính mời anh Phạm Xuân Dũng ạ. Cái này đó hết cái rồi. Kính thưa cha, kính thưa quý thầy, kính thưa quý mạnh thường quân, quý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thân mến. Thực sự không biết là hôm nay Xuân Dũng có thể nói được nhiều hay không, nhưng mà vô cùng xúc động. Nhìn thì rất là mạnh mẽ, nhưng trái tim thì hơi yếu đuối. Xuân Dũng xúc động vô cùng khi những học trò của cha, các thầy của cha hôm nay đã làm cho cha cách cha vui lắm. Xuân Dũng nghĩ như vậy. Cho Dũng 30 giây mình mẹ lên chút xíu. Cứ mỗi lần mà nhắc đến cha thì nó xúc động. Cho nên là xin phép cha để cho Xuân Dũng được nói chia sẻ hơn, thì có lẽ cho Dũng nhắc cái từ cha ở trong tâm được rồi. Vì khi mà mỗi khi nói ra như vậy Dũng hơi bị xúc động đấy. Thưa quý thầy, thưa bệnh nhân và các anh chị bệnh nhân và các nhà học tâm thân mến, Dũng rất vui mừng khi hôm nay các thầy đã phục dựng lại được cái phòng khám của cha, nơi mà cha tâm huyết bao nhiêu năm, nơi mà cha đã đưa công trình khoa học của cha về ở đây. Và hầu như ai cũng đau buồn, cảm thấy xót xa và có những người hoang mang đến tột đỉnh khi thấy công trình của cha đã bị san bằng. Ban đầu ai cũng nghĩ rằng các thầy nỡ lòng nào mà đi đập bỏ phá bỏ như vậy,
nhưng sau đó chúng ta mới hiểu rằng sự thật không phải là như vậy. Sự thật các thầy luôn trân quý những cái gì ta để lại, nhưng họ đã không giữ lại, và cũng xin chân thành cảm ơn đến họ, chính họ đã phá bỏ. Thì hôm nay tại nơi đây, ngay chính cái vị trí mà cha đã chọn, đã có một cái phòng khám mới trang trang hơn, to lớn hơn, đẹp đẽ hơn, và mọi người có thể dành cho những học trò của cha một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Chúng có trở lại đây rất xúc động khi mà hơn 2 tháng qua, gần 3 tháng rời bỏ, đã bị đẩy ra khỏi phòng khám này. Khi ra đi thì chào cha, thì Xuân Dũng mang theo một cái tâm nguyện rằng mình phải làm gì đó để cho cha phải tự hào về mình hơn, để cho cha mình cảm thấy là mình là xứng đáng, là một người mà cha đã chọn. Và nếu như ai thấy rằng trong vòng hơn 2 tháng qua thì hầu như Xuân Dũng không dừng lại, không phải vì một cái sự cố nhỏ để mà mình bỏ đi một cái đại cuộc, bỏ qua một cái việc lớn. Và Xuân Dũng chấp nhận mọi thị phi, tất cả mọi cái, để mình âm thầm lặng lẽ để làm những cái việc mà ai hiểu thì hiểu, dù không nói ra ở đây nữa, nhưng những Dũng cảm thấy rằng là chắc cha cũng vui. Và ngày hôm nay Xuân Dũng trở lại đây được sự chào đón của quý thầy, và Dũng biết rằng chắc cha cũng mong điều đó, và không biết nói gì hơn, hứa trước linh hồn của cha với các thầy và tất cả mọi người, Xuân Dũng sẽ cống hiến hết mình cho phòng khám, cho bệnh nhân theo cái ý nguyện của cha, cũng như trong khả năng của Xuân Dũng, và luôn luôn cùng với phòng khám để xây dựng làm sao đó phòng khám ngày càng tốt đẹp hơn, lan tỏa hơn và được nhiều người yêu mến hơn. Đó là mong muốn của Xuân Dũng. Rất mong sự chung tay của quý thầy và quý bệnh nhân cũng như quý khán giả. Xin mọi người cổ vũ. Phải thực sự mà nói rằng là rất bất ngờ, trong một thời gian ngắn thôi, nhưng các thầy đã phục dựng lại nơi này nó đẹp như vậy, trang trang như vậy, thì cũng phải chân thành cảm ơn đến chính quyền địa phương các cấp, cảm ơn đến quý nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, và cảm ơn đến quý bệnh nhân cũng đã đồng lòng chung tay giúp đỡ, không chung tay bằng hiện vật, bằng tiền tài, nhưng chung bằng cái tấm lòng, chung bằng cái sự đồng viên, cái tinh thần. Đó là một điều rất là lớn và rất đáng quý. Thì cũng thay mặt chắc có lẽ cái này thì chút nữa thầy sẽ nói hơn, nhưng mà cho Xuân Dũng cũng nói luôn, cũng thay mặt phòng khám cũng như quý thầy ở đây cảm ơn tất cả mọi người. Thưa quý vị, đường còn dài và còn rất là lớn. Hôm nay các thầy, đây là một cái phần nhỏ, và cái đồng kết trong sứ mệnh của các thầy sắp tới nó sẽ còn bùng nổ hơn, lan tỏa hơn nữa. Và hy vọng rằng ở trên trời cao, trên thiên đường, cha sẽ soi sáng con đường này để cho các thầy đi đúng, không vấp ngã, và cũng như soi sáng cho các bệnh nhân, soi đường chỉ lối cho các bệnh nhân chọn đúng hướng, đúng người, đúng thầy, đúng thuốc, để bệnh nhân được đẩy lùi bệnh tật và được sớm về đoàn tụ sinh hoạt cùng với gia đình, cùng với cộng đồng và với xã hội. Thì trong cái buổi lễ này, Xuân Dũng không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn chính quyền địa phương, quý thầy, quý nhà hảo tâm và quý bệnh nhân đã đồng hành cùng phòng khám trong thời gian vừa qua. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân thành của anh trưởng ban truyền thông Phạm Xuân Dũng. Thì kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi thân mến cùng quý cộng đồng mạng, thì khi mà cha Phêrô còn sống thì cha đã an bài, cha đã sắp xếp mọi việc, nó có cái hệ thống, nó có cái sự logic, và để giúp cho các bệnh nhân được có cái điều kiện điều trị tốt nhất. Thì cũng giống như là cái cơ thể của con người, có đầu, có chân, có tay, có bụng, tất cả những cái hệ thống nó liên kết với nhau chặt chẽ, nó mới tạo thành một cái con người hoàn chỉnh. Thì trong một cái công trình cứu người, ở đây cũng vậy,
Khi cha Phêrô đã dẫn hành cái cỗ máy đó thì cha đã an bài cho các thầy ở từng vị trí, ở từng trách nhiệm nào thì người nào sẽ quản lý lo phần trách nhiệm đó, thì không thể thiếu vai trò của truyền thông cũng như là vai trò của anh Phạm Xuân Dũng, là cha đã đặt để cho anh là trưởng ban truyền thông kim trợ lý của cha Tường, thì cũng là một thành viên của phòng chuẩn trị học cổ truyền mà cha đã an bài trước khi cha nằm xuống. Thì ngày hôm nay các thầy đón tiếp sự trở về của anh giống như tay chân lành lặn nói lại, và nhờ có sự hiện diện của anh mà các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn về đây được chữa bệnh và có những cái sự hỗ trợ cũng như là có được những cái khích lệ tinh thần, và các thầy cũng có cái động lực để từ đó các thầy và anh Xuân Dũng cũng như là quý bệnh nhân sẽ mỗi ngày mỗi cố gắng hơn nữa. Kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nghi thức ra viện, ra phòng khám cho 5 bệnh nhân ung thư. Thì các thầy cũng thực hiện lại cái nghi thức đó mà cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã dạy cho các thầy. Bây giờ thầy sẽ làm lại cái nghi thức đó. Kính thưa cha, kính thưa cha, sau một thời gian điều trị cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối bằng công nghệ cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, con xin thay mặt cho các y bác sĩ của phòng khám xin kính trình cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, là người đã dày công nghiên cứu 20 năm để cứu cho các bệnh nhân ung thư. Khi đó cha Phêrô sẽ hỏi thầy rằng: thầy có biết những anh chị em này chắc chắn khỏi bệnh hay không? Kính thưa cha, sau một thời gian điều trị, các y bác sĩ trong phòng khám đã đưa bệnh nhân đến các bệnh viện lớn trong và ngoài tỉnh để kiểm tra lại bệnh tình của các bệnh nhân. Và sau khi các y bác sĩ đã nghiên cứu hồ sơ của bệnh nhân, chúng con kết luận rằng bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị đạt kết quả cao. Sau đây, anh Bùi Văn Thưởng sẽ đọc danh sách bệnh nhân các ung thư đã hoàn thành phác đồ điều trị đạt kết quả cao. Xin được trân trọng mời anh. Sau đây em xin được xướng danh 5 bệnh nhân đã hỗ trợ điều trị đạt hiệu quả cao. Khi em đọc tên thì 5 bệnh nhân có mặt đứng lên để mọi người được biết mặt. Một là bệnh nhân có mã số 876, tên Trần Thị Nương, tuổi 56 tuổi, Bến Tre, Ca Rang. Hai, mã số bệnh nhân 944, Lê Thị Diệu, tuổi 46 tuổi, Bình Dương, Bình Phước, Ca Bốn. Ba là bệnh nhân có mã số 1036, Trương Văn Phương, 40 tuổi, An Giang, Ca Trực Tràng. 4 là bệnh nhân có mã số 870, Nguyễn Thị Nhài, tuổi 49 tuổi, Hải Dương, Ca Thổi. 5 bệnh nhân có mã số 47, Trương Thị Hằng, 55 tuổi, quê ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Ca Tính Mang Tay. Em xin thông qua 5 danh sách bệnh nhân đã được hỗ trợ điều trị đạt hiệu quả cao. Yeah. Sau đây thầy Nguyễn Thanh Quý sẽ có đôi lời phát biểu chúc mừng cho bệnh nhân và dặn dò bệnh nhân sau khi ra về. Xin được trân trọng kính mời thầy. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc phụng Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã thương xót chữa lành cho các bệnh nhân ung thư được hoàn thành trong phác đồ điều trị 3 tháng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em và các bệnh nhân thân mến, hôm nay là một ngày
vô cùng đặc biệt. Chúng ta mừng cho phòng khám được đảo xây xong, và chúng ta mừng cho anh Xuân Dũng đã trở về với phòng khám của chúng ta. Và sau cùng chúng ta mừng cho các bệnh nhân ung thư được Chúa thương chữa lành. Con xin chúc mừng cho các bệnh nhân ung thư đã hoàn thành xong phác đồ điều trị 3 tháng và đạt kết quả cao và trở về với một cuộc sống mới, một con người mới. Và các bệnh nhân hãy nhớ rằng sau khi chúng ta về nhà, chúng ta phải giữ theo phác đồ là ăn cây cỏ mang hạt giống suốt đời, vì đó là thức ăn của mình. Còn nếu như mà chúng ta trở về nhà mà chúng ta quay trở lại ăn thịt động vật như lúc mà ở đầu chúng ta mới vô đây á, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ bị dòng máu của chúng ta sẽ bị nhiễm axit và sẽ bị tái bệnh trở lại. Và sau cùng nhân dịp năm mới đang đến gần, con cũng xin chúc cho các quý ông bà anh chị em và các quý mạnh thường quân, các bệnh nhân một năm mới được tràn đầy hồng ân Chúa, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn, thật nhiều hạnh phúc và thật nhiều bình an. Con xin trân trọng kính chào. Xin được cảm ơn phần phát biểu chúc mừng của thầy Nguyễn Thanh Quý. Sau đây xin mời bác Tô Phú Quế, là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phú Quế, xin mời bác phát biểu. Kính thưa cha, kính thưa quý thầy phòng khám yêu thương cho không, kính thưa các bệnh nhân và người nuôi bệnh nhân, thì tôi rất hân hạnh được các thầy ở đây cho xin được vài phút để nói lên cái cảm tưởng của mình của ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay trước tiên á, là tôi xin một đoàn pháo tay để chúc mừng các mạnh thường quân cũng như các thầy đã được thôi lên cái phòng khám mà đông đảo tiên trước của chúng tôi á. Thì ngày xưa là ở thành Jerusalem người ta phá thành trong vòng 3 ngày thì Chúa dựng lại, còn ở đây mấy thầy còn thua, tức là mấy thầy phải 3 tháng từ ngày 2 lúc mà ra mắt là ngày 2 tháng 11, tức là ngày lễ cách đẳng, và các thầy vào đây là ngày 2 tháng 1 và 3 tháng các thầy đã hoàn thành. Thì đề nghị một lần nữa là mình rất là kính phục và biết ơn các mạnh thường quân đã nhiệt tình để mà làm nên một phòng khám khang trang hơn xưa rất là nhiều. Và đây là niềm vui của các mạnh thường quân cũng như các thầy cũng như toàn thể bệnh nhân ở đây, đó là một niềm vui mà cho cả một cái cộng đồng sau này và mãi mãi về sau vẫn ghi nhớ những cái công lao của các thầy cũng như các mạnh thường quân. Tôi xin đề nghị cho một đàn pháo tay để ủng hộ các thầy. Và tiếp theo tôi cũng có một số ý kiến là kính thưa các thầy cũng như các mạnh thường quân ở đây, tôi thì dễ quý vị có thể là người anh người chú của các thầy, thì tôi xin gửi đến các thầy cũng như tất cả các người nuôi bệnh cũng như bệnh nhân, chúng ta phải cố gắng đoàn kết, mọi sự đoàn kết nó sẽ thành công tất cả. Cố gắng sẽ gác lại những quá khứ và nghĩ đến những sự tương lai để giúp cho các bệnh nhân và tương lai để đáp ơn ơn của cha Phiêu Nguyễn Văn Tường, thì các thầy phải nên, tức là hồi xưa cha nói là các thầy đã rất là xuất sắc rồi, hơn thầy hơn cha, là cha đã tin tưởng giao cho các thầy, thì qua đây thì mình cũng gửi đến cho các thầy là cố gắng làm sao đáp ứng được cái lòng tin tưởng và mong mỏi của cha để mà mình làm tốt hơn nữa, để phục vụ cho bệnh nhân ngày một tốt hơn nữa, để xứng đáng là một học trò xuất sắc của cha. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của các thầy cũng như các mạnh thường quân và các bệnh nhân có mặt hôm nay. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn cái phần phát biểu ý kiến cũng như là lời dặn dò nhắn nhủ rất là chân thành và thiết thực của bác Tô Phú Quế. Sau đây xin mời bác Giang, bác Trần Minh Giang sẽ phát biểu ý kiến của mình khi dự cái buổi lễ ngày hôm nay. Xin được mời bác. Này tôi Minh Giang cũng hỗ trợ cho mạnh thường quân, hỗ trợ cho nước Kiều
Thì tôi cũng chúc cho mấy thầy nhiều sức khỏe, chúc cho các người bệnh nhân và các người vui cũng nhiều sức khỏe. Thì tôi cũng thay mặt cũng cảm ơn những cái mạnh thường quân tiếp theo đã hỗ trợ mạnh dạng về cho cái phòng khám được mau hồi phục, nay đã trở về phòng mới. Những cái các thương mạnh thường quân cứ là như nhà máy nước nay đã hoàn thành rồi, các thầy đã về được phòng mới để chữa trị được cho cái nơi sạch sẽ an trang hơn lúc trước. Thì tôi cũng chúc năm mới cũng chấp đến, tôi cũng chúc các thầy được lương mới và các bệnh nhân không được như chúng ta. Xin được cảm ơn phần phát biểu của bác Trần Minh Giang. Kính thưa quý bệnh nhân thân mến, sau đây thì các thầy xin mời 5 bệnh nhân của mình tiến lên phía trước và quay mặt xuống với cộng đoàn cũng như là tất cả mọi người, để các thầy ở đây sẽ trao giấy chứng nhận cho mình và trao phần quà. Xin mời anh Phạm Xuân Dũng, xin mời bác Tô Phú Quế, bác Trần Minh Giang, xin mời thầy Võ Duy Tiến và thầy Nguyễn Thanh Quý sẽ bước lên phía trước và trao những phần quà cũng như giấy chứng nhận cho bệnh nhân ạ. Xin được kính mời. Bây giờ thầy các thầy sẽ cùng với quý mạnh thường quân cũng như là quý đại biểu sẽ trao giấy chứng nhận cho 5 bệnh nhân của mình. Xin được mời ạ. Rồi. Xin chúng ta hãy dành tràng pháo tay dành cho các bệnh nhân ạ. Xin mời tất cả các bệnh nhân chúng ta hãy quay lại chụp hình lưu niệm cùng với quý mạnh thường quân ạ và các thầy. Khánh vô chút xíu, vô luôn thật, vô luôn thật. Vô chút luôn. Cô Hạnh, kệ cô Hạnh vô luôn. Xin được cảm ơn tất cả mọi người. Mời anh Phạm Xuân Dũng sẽ có đôi lời phát biểu với bệnh nhân ạ. Đợi cho em đứng. Tôi cho em đứng lúc này. Thì thưa tất cả mọi người, lúc cha còn sống thì Xuân Dũng đồng hành với cha. Và Xuân Dũng nhớ ngày đầu tiên mà đến với cha, mà cái lễ ra viện là cũng lúc mà Xuân Dũng là cái người mà gieo duyên, đã trích cái tiền tiền túi của mình, tiền của gia đình mình ra để hỗ trợ cho các bệnh nhân được ra viện. Trước đó thì Xuân Dũng ủng hộ cho cha, nhưng cha từ chối, cha không nhận. Thì Dũng không biết làm sao. Hồi đó để mà ủng hộ tiền cho cha, gửi tiền cho cha khó lắm. Không phải là như chỗ khác đâu. Cha không nhận thì lúc đó Dũng nghĩ là mình đã muốn phát tâm rồi, làm sao mà tiền của mình cố gắng là đã hứa thì phải làm cho bằng được. Thì lúc đó Xuân Dũng mới biết rằng là ngày mai là có, Dũng nhớ lần đó có mấy ca ra viện, Dũng không nhớ lắm, hình như cũng 8 ca hay gì đấy. Thì Xuân Dũng mới xin phép cha, nếu cha không nhận tiền ủng hộ của Xuân Dũng thì cha cho con xin được ủng hộ các bệnh nhân ra viện. Và cha đồng ý. Thì đó là cái lần đầu tiên Xuân Dũng trích tiền túi của mình ra để hỗ trợ cho nhớ là 8 ca ra viện, mỗi ca là 1 triệu để về xe, cũng như động viên chúc mừng các bệnh nhân. Thì hôm nay nhân dịp phòng khám được hoạt động trở lại, được khai trương trở lại, và cũng là một ngày rất là tuyệt vời khi có 5 ca hoàn thành phác đồ và có kết quả cao trong quá trình điều trị. Thì Xuân Dũng chưa vận động mình thường quân, mà Xuân Dũng lại giống như lần đầu tiên gặp gỡ cha, là cũng xin được gửi mỗi người 1 triệu đồng bằng cái tiền túi của Xuân Dũng. Và hy vọng những lần tới, mỗi lần ra viện như vậy sẽ có sự chung tay giúp đỡ của quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, công và người nước. Một lần nữa xin cảm ơn. Và ngoài cái phát ra 1 triệu đồng đó ra, Xuân Dũng hỗ trợ cho mỗi người 1 tháng thuốc. Đây là phần thuốc
trà thảo dược của Viện Khoa học Chăm sóc Sức khỏe, của Viện Khoa học Chăm sóc Sức khỏe Việt Nam gửi tặng. Và Xuân Dũng cũng gửi cho một người một bao lì xì để chúc Tết này nhé. Dạ đây gửi rồi. Đây là trà trước nha. Nhiều quá. Hôm nay cô Phu quá tầng quá trời nữa này. Dũng không hứa rằng là những cái trà này Dũng sẽ tặng thường xuyên đâu nhá. Vì số lượng có hạn. Vừa rồi bản thân Dũng đã kết hợp với Viện Khoa học Sức khỏe Việt Nam đã phải bỏ ra đến 150 triệu mới làm được trà này. Cho nên là với tài chính thì Dũng chỉ có chừng đó thôi. Dũng không hứa sẽ đồng hành cùng với mọi người, nhưng mà khi nào hết trà thì Dũng bảo hết. Vậy thôi nha. Rồi còn đây là gửi thêm một người 1 triệu nữa. Cái này là đồng viên cho các anh chị về xe. Ôi tí nữa đưa nhầm 3 tờ rồi. Rồi chúc mừng. Dạ chúc mừng. Rồi chúc mừng chị. Dạ rồi, chúc mừng chị. Dạ rồi, chúc mừng chị nhé. Dạ rồi, một bao lì xì nữa. Cái này của Minh Trí, con trai Xuân Dũng. Rồi cháu vừa rồi cũng chưa Tết mà cũng có được lì xì rồi, giờ cháu muốn đi lì xì lại. Dạ rồi. Dạ, dạ. Xin dành tràng pháo tay dành cho các bệnh nhân ạ. Anh có ý kiến gì? Tiền em không nhận, các con xin gửi lại cho người khác. À không nhận cái gì? Tiền lì xì á hả? Thì cứ anh cứ giữ đi, giữ đây cái lọc mà. Rồi mình lì xì lại cho người khác sao? Nhá. Dạ dạ. Cảm ơn tấm lòng của anh ha. Dạ dạ. Rồi có lẽ xong chứ phát biểu. Thế thôi được rồi. Dạ. Xin mời đại diện một bệnh nhân, chúng ta sẽ có đôi lời phát biểu. Cảm ơn cha cũng như các thầy. Dạ con tên là Trần Thị Nương, ở Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Con bị ca gan. Xuống đây mấy nhờ đức cha với mấy thầy thì cứu cho con thì khỏe, nay con khỏe. Mấy thầy cho con được xuất viện. Con cũng rất cảm ơn. Và cảm ơn Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước và mấy người gia đình tài trợ giúp cho chúng con từ bịch gạo và bịch và nước thuốc cho con được ngày hôm nay. Con cũng rất cảm ơn Mạnh Thường Quân. Và con cũng mong cho Mạnh Thường Quân có nhiều sức khỏe, có tiền đặng giúp cho phòng khám và mấy thầy của con có sao trị cho mấy người bệnh nhân như con chúng con. Dạ con năm mới con cũng không biết nói gì hơn, thì giờ chúc cho Mạnh Thường Quân với mấy thầy của con là dồi dào sức khỏe, cho khỏe mạnh nặng trị mấy bệnh nhân sau này như chúng con. Vậy chứ giờ cũng không biết nói gì hơn. Ba chị em chúng con ở phòng cùng phòng mà giờ được xuất viện cùng nhau ở nhà trọ của Mai Anh mà giờ được về cùng nhau ba chị em luôn. Giờ mấy chị em con cũng nhớ lời mấy thầy, về được nhà mới ở đây là cũng mừng dữ lắm rồi. Mấy chị em cũng rất quan nghênh nè, giá cho mấy thầy mạnh giỏi thì con mà cho trị cho chúng mấy người bệnh sau này như chúng con khỏe mạnh lại. Dạ này, con cũng xin cảm ơn một lần nữa, con xin cảm ơn mấy thầy. Dạ xin được cảm ơn cô Nương rất nhiều. Xin mời cô. Con xin tạ ơn Chúa và con xin cảm ơn cha. Con xin tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha. Và con cảm ơn các quý thầy ở đây đã hết lòng lo lắng cho các bệnh nhân và các Mạnh Thường Quân. Nay con là năm Trương Thị Hằng, 55 tuổi, bị ung thư ca tuyến mang tai với căn hướng phổi, điều trị có 56 ngày đã hết bệnh. Nên hôm nay con xin cảm ơn các quý thầy
Dạ các anh Thượng Quân. Con muốn nói thêm gì nữa không? Không biết nói nữa. Không biết thôi à. Dạ. Con tạ ơn Chúa, con tạ ơn Cha, cùng các thầy, cùng các Mạnh Thường Quân ạ, cùng các bệnh nhân, cùng người nhà bệnh nhân ạ. Dạ, con là Nguyễn Thị Nhài, quê con ở ngoài Bắc. Con bị ung thư phổi, hạch di căn cổ ạ. Hôm nay con vào đây là tròn 3 tháng ạ. Con cảm tạ Chúa và Cha. Chúa đã mặc khải xuống Cha Phêrô của chúng con để chữa lành bệnh cho chúng con. Hôm nay con rất vui mừng là khi các thầy cho con đi khám thì là không ngờ là con được máu ung thư của con trở lại bình thường ạ. Con hạnh phúc. Gia đình con là vui mừng là không thể tả xiết được ạ. Con cũng không biết nói gì. Khi con vào đây thì là biến cố là Cha mất đi, để lại một mất mát lớn to nhất. Đặc biệt là gia đình Cha cùng các thầy, các bệnh nhân chúng con. Cha mất đi để lại rất là đau đớn. Trong khi đó phòng khám thì bệnh nhân lúc đó là 1.000 bệnh nhân thôi, mà phòng khám thì là các thầy không có chỗ để cho bệnh nhân. Lúc đó là phòng khám là một thời gian thì là bị dỡ. Bệnh nhân chúng con hoang mang lắm, không biết làm nào mà chỉ khóc thôi. Mà bây giờ thì nhà thì các thầy không có, mà các thầy gặp rất nhiều khó khăn trong tinh thần cùng các áp lực. Các thầy chịu những sự gọi là những người ác, người ta cứ nói các thầy rồi là nhiều lắm, những từ không tốt không hay ấy. Các thầy là một người thầy cao cả, chỉ biết ra là lặng lẽ âm thầm chịu đựng những cái gian khổ. Các thầy ở khó khăn chồng chất là khó khăn. Rồi từ đó các thầy chỉ biết là gọi điện đến bệnh nhân rằng là các con cứ yên tâm vững lòng, các thầy còn ở bên cạnh, các con cứ bình tĩnh để các thầy từ đó các con cũng được là các thầy động viên chúng con. Lúc đấy bắt đầu mới từ từ gọi là cứ chờ đợi các thầy, một ngày các thầy lại dựng lên. Con tạ ơn Chúa lắm, vì là Chúa đã chúc phúc xuống cho các thầy dẫn đường chỉ lối để các thầy hợp nhất nhau làm một để đứng lên xây dựng lại một cái phòng khám của Cha Phêrô được trở lên đến ngày hôm nay là rất là khang trang và sạch sẽ gọn gàng. Con cảm ơn các nhà hảo tâm trong nước cũng như ngoài nước đã chung tay cùng các thầy để xây dựng lên tốt đẹp như ngày hôm nay. Con cũng xin gửi đến những các bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân là chúng ta hãy vững tâm lên, cứ theo như phác đồ của Cha dạy, ngày nào Cha cũng nói ở trên mạng đó, thì các con tin rằng là mọi người là ai cũng mở xem thì cứ giữ cái phác đồ của Cha và nghe lời Cha, các lời thầy ở đây thì mọi người chúng ta đều được như Chúa chúc phúc. Từ từ mỗi người được khỏi bệnh như con hôm nay ở đây ạ. Cuối cùng con cũng không biết nói gì. Năm mới sắp đến thì con xin Chúa cùng mẹ Maria tuôn đổ ngập tràn hồng ân xuống cho các quý thầy cùng các Mạnh Thường Quân, các cô, các bệnh nhân cùng các người nhà bệnh nhân có một đón một năm mới vui vẻ, vui vẻ, bình an và hạnh phúc ạ. Con xin hết. Xin được cảm ơn chị Nhài rất là nhiều. Bây giờ thầy muốn mời một bệnh nhân đang điều trị hoặc là người nuôi ở đây ạ. Ai có thể phát biểu ý kiến?
Con cũng xin cảm ơn. Trước mắt con xin cảm tạ Chúa. Con cũng xin cảm ơn cha Tường. Con cũng xin quý các thầy ở đây chữa bệnh. Trước khi á, tôi cũng cảm ơn là lời Chúa đã dạy cho các thầy là điều trị bệnh nhân ở đây, là con cũng rất cảm ơn. Ăn cay có mang hạt giống là yêu thương cho không. Con vô ở đây là được 6-7 ngày rồi mà con thấy con cũng hoang mang, con cũng thấy cũng buồn, con thấy các thầy là con khóc miết. Con nhìn thấy thầy Thanh, thầy Tiến, thầy Quý, thầy Hạnh mà con khóc. Con chỉ biết là thấy là sung dụng mà con chưa thấy sung dụng là gì. Đây là lần đầu tiên con thấy sung dụng. Con xin rất là cảm ơn các thầy ở đây. Thầy rất là cho bệnh nhân, tôi thấy là chữa bệnh nhân mình rất là chú đáo. Cảm ơn các thầy. Tôi cũng xin bên thượng quân mạnh tay lên để giúp đỡ cho các thầy điều trị bệnh nhân để mau bớt bệnh. Mình cứ ăn theo biểu đồ của các thầy dạy, các cha dạy cho mình. Mình về nhà mình khỏe, mình không nên ăn động vật. Mình ăn động vật tôi thấy như người ta có mới 2 tháng, ta chưa cho xuất viện về tôi thấy trong tôi vô bây giờ thấy chết. Tôi thấy cái hình mai táng tôi khóc nữa. Bệnh nhân ở gần quen, đó là mấy người là khám ở dưới đó. Tôi ở đây tôi rất là mừng các thầy cũng dựng nên trại để điều trị cho bệnh nhân rất là chu đáo. Tôi rất là mến, tôi là hít hú ăn ăn luôn. Sau rồi thời gian bữa nay cũng vô nhà mới, tôi cũng mừng. Bệnh nhân tôi cũng rất là mừng. Chúa không có bỏ các thầy, Chúa sẽ luôn luôn ở với thầy cho mạnh để giúp đỡ chú đáo cho bệnh nhân bệnh bị ung thư gan. Tôi nói với tôi xin lỗi trước nha, tôi nói hơi lâu một tí nha. Tôi đến bệnh nhân tôi là tôi trị từ năm 2012 viêm gan C. Bây giờ tôi trị hết tiền bán đất bán đai bán bò, hết tiền không còn một chỗ nào. Trước khi là bị virus xong rồi thời gian mà bác sĩ Nhung chết á, tôi không đi khám nữa, nói là ở nhà mỗi lần ta test máu mũi miết test miết tiết miết sợ virus chết á, không có đi khám. Xong rồi thời gian tôi đi khám lại bệnh viện tỉnh nói là bị ung thư gan xíu, xong rồi CT ra nó là lành tính không có sao. Tôi cứ lo là thèm hai sáng cứ ăn, thấy bún mâm nêm người ta thấy ngon quá tôi cũng ăn. Không biết thời gian sao bắt đầu tối di căng. Tôi đi khám, tôi cũng đi một mình, chồng tôi đâu có lo tôi, chết cũng xong. Xong rồi đi làm giấy tiền tuyến cho tôi đi chờ rẫy, tôi vô chờ rẫy xong rồi tôi em ra, xong rồi tôi chụp CT tôi khám. Xong rồi tôi vô để coi kết quả 2 giờ rưỡi chiều. Bác sĩ nói ai nuôi người bệnh nhân Thiên Ca Thao? Dạ có bác sĩ, con gái tôi mang bầu to. Tôi vô không cho tôi biết, mẹ mày tuổi qua mới 58 tuổi, mẹ mày không có sống tới Tết đâu con, cho mẹ ăn bồ dưỡng để bà mất. Bây giờ ung thư là hai cái u gan, hai cái to, bốn cái nhỏ, chấm 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 làm cứ tính. Xong rồi con đừng nói giùm mẹ, mẹ buồn. Xong rồi tôi thấy con tôi đổ mắt, tôi cũng khóc. Tôi khóc gì, tôi khóc quá trời luôn. Tôi tìm con tôi lầu 6, sao con không xuống? Tại vì bác sĩ tư vấn cho con tôi rất là nhiều. Tôi cũng buồn, tôi cũng không ăn cái gì hết. Xong tôi nghĩ, tôi thấy tôi bây giờ nó ủa, trong cha Tường điều trị bệnh ung thư ăn cây quả hạt giống của cha, để tôi vô thử. Xong rồi tôi chạy, tôi đi mấy người mà ở đây, ở trong một xã mà khác thôn vô đây. Tôi hỏi bà con cho số điện thoại, bà nói là mày xuống Phan Rang, mày bắt xe Liên Hưng có 450, mày vô chỗ cha Tường. Mà tôi chưa cha sanh mẹ đẻ chưa vô miền Tây lần nào lấy đâu tôi biết. Giờ lại tôi bệnh tôi rung nữa. Xong rồi người ta làm cò, người ta thuê xe 7 triệu, tôi mượn tiền người ta 20 triệu, bây giờ đang nợ này. Xong rồi tôi không biết đi luôn. Cùng trong nói mày bác sĩ đã nói ung thư đã chết rồi, mất mới gì đi nữa, không có sống nữa đâu, đã chết. Tôi đi không ai nuôi mà kệ. Xong con tôi sợ tôi chết, con dâu tôi đi theo, tôi đi tới đây xe chở, tôi thấy hoang mang bệnh tôi cũng đi.
là gan tôi tới 6 ký nhưng mà bệnh nhân tôi nghĩ là 6 ký nặng trong bụng, bữa nay tôi thấy 50%. Tôi cũng cảm ơn các thầy ông đáo rất là tâm trí. Ở dưới đó ông vận động tôi biết sang ngày mày ở trên này là mày chết, xuống dưới đó là mày sống. Thôi chết tôi cũng cảm tạ Chúa. Tôi xin cảm ơn các thường quân ngoài nước và trong nước giúp mang tay lên để giúp các thầy thầy điều trị cho bệnh nhân tôi. Tôi xin hết. Giờ tôi xin hát một bản được không? Xin hát. Tôi không có thuộc lắm mà tôi xin lỗi nha. Bệnh nhân tôi vui bữa nay, vừa tôi buồn, vừa tôi nhớ các thầy tôi khóc miết à. Người ta không biết lương tâm đôi trong tổ nó biết sao mày khóc miết vậy. Tôi nhớ thầy Thần, thầy Quý, thầy Tiên, rồi tôi buồn quá. Mấy thầy tôi vô đây thầy buồn tôi cũng buồn theo. Cảm ơn Chúa không bỏ mà các thầy đâu, cha tưởng không bỏ. Xin lỗi tôi không hát theo karaoke, tôi hát theo trong tay nha. Bây giờ dù tôi già rồi, dù tôi hát hay không hay, tôi xin bệnh nhân tôi hát vui. Tôi tặng Xuân Dương mới tới, tôi mời. Bài cho Xuân Dương không? Xin lỗi tôi quay bên bệnh nhân. Ai thích hát thì lên với tôi hát. Hello. Tôi rung quá. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng xin Ngài cho con trường đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng xin Ngài yêu con tự Chúa. Từ lâu con chưa biết yêu Ngài, từ lâu con chưa nhận biết Ngài. Ngài yêu con, hứa muôn người Ngài đã chọn con. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người về cùng, làm tay cho người bị điên. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng xin Ngài cho con được đò. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng xin Ngài yêu con được đò. Từ lâu con chưa biết yêu Ngài, từ lâu nhận biết Ngài. Ngài yêu con, giữa một người Ngài đã chọn con. Xin gửi con đi tới mọi miền, để đem con cho người nghèo hèn, và tấm gương cho người có khăn. Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thưa khăn cho người bình tận, tặng chiếu chăn cho người lành con. Chừng đó thôi. Xin hết. Xin hết. Mừng Xuân Dũng qua hôm nay biết là tiệm mới vô có 5-6 ngày à. Rồi, cố gắng lên chị. Dạ. Yeah. Xin được cảm ơn cái sự nhiệt tình của bệnh nhân Phinh Ca Thao và đã có những lời chân thành dành cho các thầy. Liều mạng chị. Để kính thưa quý bệnh nhân cùng với quý người nuôi thân mến, thì cũng xin chia sẻ một chút. Thì cái buổi lễ hôm nay rất là vui mừng. Nếu như bệnh nhân nào có mệt á, thì có cái giường ở trong đó đó, chúng ta có thể vô đó chúng ta nằm một chút, tại vì nó còn vài phần quan trọng nữa mà các thầy muốn nói cho hết để cho có cái sự ý nghĩa trong cái buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, thì cũng xin kể lại một chút về cái quá trình làm việc cũng như là xây dựng
cái nơi này để cho mọi người được hiểu. Thì khi mà phòng khám đã bị tháo dỡ ngày 16, 17 thì khi đó chính các thầy rất là buồn khi nhìn thấy công trình của cha đã tâm huyết xây dựng ở trên mảnh đất này. Cha đã tự đừng đứng đây cho ra viện, cho ra phòng khám rất là nhiều ca, cũng như là cha đã dành tâm huyết, cha dành những ngày tháng ở đây. Thì cha đã thức đêm, thức hôm để cha lo lắng cho từng bệnh nhân, từng gói thuốc, từng bịch gạo. Thì các thầy cũng đồng hành với cha, được cha giáo dục, được cha giáo huấn, được cha huấn nhục, được cha đào tạo. Ở bên cạnh cha thì cũng thấy được cái sự nhiệt thành của cha, cũng như là tấm lòng bác cao cả bát ngát của cha, không có cái gì có thể so sánh được. Mà những ngày đó thì các thầy thấy cái phòng khám bị đập bỏ thì các thầy rất là đau lòng. Và khi đó các bệnh nhân thì rất là hoang mang, lo lắng và không biết mình sẽ như thế nào. Còn các thầy thì mới nói với nhau, có thầy Quý, thầy Tiến, cô Hạnh, thầy Thanh, anh Thưởng ngồi lại với nhau. Và nói ngồi lại cũng không đúng, là đứng ở đây nè, đứng trên cái mảnh đất này nè, nhìn thấy cái công trình nó điêu tàn như vậy đó, trong túi thì lại không có tiền. Nhưng mà bởi vì khi mà các bệnh nhân ở đây đến với cha là đặt cái niềm tin vào cái sự chăm sóc của cha và điều trị, thì sao sự cố cha nằm xuống, thì khi đó các thầy vẫn phải có cái trách nhiệm. Tại vì mỗi bệnh nhân vào đây do chính các thầy hướng dẫn và nhận bệnh, thì mình phải có trách nhiệm để dẫn dắt tất cả các bệnh nhân đi hết cái quãng thời gian mà bệnh nhân được hỗ trợ điều trị ở đây, để mang lại cái niềm vui, niềm hy vọng sống trong một cái cuộc sống mới sau khi mình đã hoàn thành cái phác đồ hỗ trợ điều trị ở đây. Do đó, với cái tinh thần, với cái lòng mà mình nghĩ rằng mình có trách nhiệm với bệnh nhân, cho nên các thầy mới quyết định với nhau là bây giờ thôi thì mình không có gì, nhưng mà mình có thể mình mướn cái nhà rạp mình dựng nên ở đây, để các thầy có thể đo huyết áp, để kiểm tra sức khỏe, để hướng dẫn cho bệnh nhân khi tới đây. Nhưng mà trong tay các thầy không có cái gì hết, thuốc cũng không có, nước cũng không có, gạo cũng không có. Nhưng mà vì cái niềm tin, các thầy tin rằng các thầy phía sau lưng các thầy còn có cha. Bởi vì trước khi cha nằm xuống, cha đã dặn các thầy cố gắng gìn giữ công trình khoa học của cha, và muốn các thầy tiếp bước cái đường lối của cha. Cho nên là các thầy không có cái gì, nhưng các thầy vẫn cố gắng thực hiện. Các thầy đã mướn nhà rạp để các thầy có thể đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân. Còn những cái nào các thầy không có thì các thầy chỉ bệnh nhân đi ra ngoài, bệnh nhân kiếm, bệnh nhân có thể mua. Nếu không có, các thầy thì không có cái gì. Thì khi đó đó, có bác Giang và bác Thuận là hai người đầu tiên đã đến động viên an ủi các thầy, nói với các thầy thôi cố gắng đi, các bác sẽ hỗ trợ cho bác Thuận. Thì hỗ trợ cho gạch cát đá để có thể xây dựng lại phòng khám. Còn bác Giang thì hỗ trợ cho cái phần nước kèm cho bệnh nhân. Còn bác Quế ở đây hỗ trợ cho các thầy về vấn đề thuốc. Thì điều đó làm các thầy có thêm cái động lực, có thêm cái niềm tin. Mà chính là ngày hôm nay các thầy vô cùng biết ơn. Không có những cái ngày đó mà mọi người đã giang tay giúp đỡ, thì ngày hôm nay không có được đứng ở đây đâu. Các thầy không có được cái căn nhà lành lặn như thế này để cứu giúp bệnh nhân đâu. Thì cũng nhờ các bệnh nhân cũng tín nhiệm các thầy và cũng động viên an ủi lẫn nhau. Và chính các thầy cũng nói với bệnh nhân thôi, các bệnh nhân cố gắng đi. Còn các thầy mà, các thầy còn ở đây, các thầy vẫn tìm đủ mọi cách để giúp đỡ cho bệnh nhân, chứ không có bỏ một bệnh nhân nào trong suốt quá trình điều trị đâu. Đó. Cho nên là trong suốt thời gian vừa qua rồi, từng bước có rất nhiều người có cái tấm lòng bác ái để cùng nhau cộng tác giúp cho các thầy
để xây dựng nên công trình này, chứ không phải một người, hai người mà cái công trình này hoàn thành, mà rất rất nhiều người trong cả cộng đồng. Từ mẹ Teresa, từ cô Mai Phương, từ rất nhiều người mà ngày hôm nay sau khi đã hoàn thành cái công trình phục dựng phòng khám xong, thì các thầy mới làm một cái bảng tri ân. Và khi đó các thầy sẽ đặt làm cái bảng vàng ở ngay đó, đó ngay góc trước phòng của cô Hạnh đó. Thì hôm trước thì thầy có đặt rồi nhưng mà nó chưa về kịp, thì hy vọng vài ngày nữa nó sẽ về tới cái bảng đó, để ghi nhớ rằng cái công trình khoa học của cha luôn được sự ủng hộ của rất nhiều người ở khắp mọi nơi, để nhắc nhở rằng các thầy phải luôn cố gắng, và các thế hệ sau các thầy nữa sẽ luôn tiếp tục gìn giữ cái công trình khoa học đó của cha, chứ không bao giờ được phá bỏ nó nữa, vì nó là cái tâm huyết của cha và tất cả mạnh thường quân cũng như quý ân nhân ở đây. Đó là cái nỗi lòng mà các thầy ngày hôm nay các thầy muốn nói lên, để chúng ta thấy được cái sự vất vả nó như thế nào. Một mặt vừa khám chữa bệnh, một mặt vừa phải tiến hành xây dựng cho kịp thời. Tại vì khi các thầy chữa bệnh ở cái rạp đó, mặc dù là tạm thời thôi, nhưng mà các thầy cũng phải cố gắng hoàn thành sớm cái ngôi nhà này, cái phòng khám này, để bệnh nhân có nơi điều trị tốt. Thấy những lần mà gió bụi nó thổi đó, cát bay mịt mù, thì rất là đau lòng khi nhìn thấy các bệnh nhân ở trong cái hoàn cảnh đó, thì các thầy cũng phải phấn đấu, cũng như là có những mạnh thường quân giống như là những người cha, những người chú đã sát cánh đồng hành cùng với các thầy mới dựng nên công trình này. Bây giờ thầy sẽ mời anh Bùi Văn Thưởng là phó giám đốc công ty sẽ đọc cái giấy tri ân các ân nhân và các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho phòng khám được ngày hôm nay. Xin được kính mời anh ạ. Kính thưa cha, kính thưa quý mạnh thường quân, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý mạnh thường quân bệnh nhân. Sau đây thì cho phép em đại diện phòng khám để gửi cái nội dung tri ân đến quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do, hạnh phúc. Thư tri ân kính gửi quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Lời đầu tiên, thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường yêu thương cho không, địa chỉ tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân trong và ngoài nước thời gian qua đã hỗ trợ chung tay cùng xây dựng phòng chuẩn bị học cổ truyền yêu thương cho không. Đây là nghĩa cử cao đẹp nhân ái của quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, góp phần tạo điều kiện động viên tinh thần cho quý thầy trên con đường cứu người mà cha Pedro đã dày công nghiên cứu thực hiện. Những đóng góp của quý mạnh thường quân trong và ngoài nước hết sức ý nghĩa, không chỉ về mặt tinh thần mà còn về mặt vật chất, góp phần cùng công ty trách nhiệm hữu hạn cha Tường yêu thương cho thân chung tay vì cuộc sống cộng đồng. Với tinh thần và nghĩa cử đó, chúng tôi thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn cha Tường yêu thương cho không xin ghi nhận những công ơn đó và chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Xin chúc quý mạnh thường quân trong và ngoài nước luôn luôn mạnh khỏe, thành đạt trong cuộc sống. Thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn cha Tường yêu thương cho không, giám đốc đã ký. Thưa quý anh này có đến kèm danh sách các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho phòng bệnh trị học cổ truyền yêu thương cho không. Sau đây thì em xin thông qua danh sách của 19 quý mạnh thường quân. 1. Gia đình bác Ngô Văn Thịnh. 2. Gia đình bác Ân. 3. Gia đình cô Mai Phương. 4. Gia đình bác Trần Minh Giang. 5. Gia đình cô Hương Mai. 6. Gia đình cô Linh Lan. 7. Gia đình cô Dương Mai. 8. Gia đình cô Dương Nguyễn.
9 gia đình cô Lan Di Romina, 10 gia đình cô Đoàn, 11 gia đình cô Lina, 12 gia đình Bắc An, 13 gia đình cô Xuân Đặng, 14 gia đình anh Quang Thị Kim Anh, 15 cô Trần Thị Chiêu, 16 cô Trương Quế Phương, 17 bác Trương Thanh Tân, 18 gia đình cô Phạm Thanh Nha, 19 gia đình bác Tùng Ra. Dạ, à, sau đây thì em cũng vừa thông qua cái lớp khác của đúng mặt thầy Tương đã hỗ trợ phòng tự trị học hỏi tiền yêu thương năm, thì thay mặt phòng thắm thì em cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mặt thầy Vương. Dạ em xin hỏi. Dạ. À, xin được cảm ơn cái phần phát biểu của anh Bùi Văn Thưởng đã thông qua cái thư tri ân dành cho tất cả quý mạnh thường quân và các ân nhân. Thì cái danh sách này và cái giấy quyết định tri ân này sẽ được các thầy dán ở trên trong phòng của giám đốc. Phòng giám đốc là phòng kỷ niệm cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, và sẽ đặt một cái bảng tri ân lớn ở phía ngoài này để ghi nhớ những cái công ơn của quý mạnh thường quân, quý ân nhân đã giúp đỡ phục dựng lại phòng khám. Thì cũng xin các thầy cũng xin được trân trọng cảm ơn bác gia đình của bác An và các anh em đã ủng hộ cho phòng khám 1,600 đô. Đó là cái ghi nhận mới nhất của các thầy. Cũng xin gửi đến gia đình bác lời chúc sức khỏe. Còn bây giờ thì các thầy sẽ trao cho giấy tri ân cho những mạnh thường quân và quý ân nhân có mặt ở đây. Còn những quý mạnh thường quân và ân nhân không có mặt thì các thầy sẽ gửi giấy tri ân sau. Bây giờ xin mời cô Lê Lan, xin mời bác Tô Phú Quế và xin mời bác Trần Minh Giang sẽ tiến lên phía trước. Xin mời thầy Võ Duy Tiến, xin mời thầy Nguyễn Thanh Quý và xin mời cô Nguyễn Thị Hạnh sẽ trao giấy tri ân. Cảm ơn quý mạnh thường quân, quý ân nhân đã giúp đỡ cho phòng khám ạ. Bác Quế, Minh Giang, Hạnh. Xin được cảm ơn quý ân nhân và quý mạnh thường quân đã chung tay góp sức để phục dựng nên phòng khám được khang trang ngày hôm nay. Thì đó là một điều mà tất cả thầy thuốc và quý bệnh nhân không có lời nào để diễn tả, cũng như là mang ơn cho hết cái điều đó. Thì cũng xin ghi nhận ở trong lòng và nhớ suốt cái công ơn này. Xin được chân thành cảm ơn ạ. Kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, thì nhớ lời cha dạy rất nhiều điều cho các thầy thuốc ở đây. Thì trong đó có một cái câu mà cha dạy và các thầy luôn luôn ghi nhớ mãi, đó là cha dạy: cúi đầu chào bạn thâm tình, cúi sâu mới đúng phận mình làm con. Cúi đầu tức có nghĩa là cúi như thế này, cúi sâu là đây. Thì hôm nay các thầy ghi nhận, ghi nhớ lại lời của cha. Trước tiên các thầy cảm ơn quý chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền xã Vĩnh Kim đã đồng hành, đã tạo mọi điều kiện để phòng khám được hoạt động tốt đẹp và tạo mọi điều kiện cho bệnh nhân đến đây được thực hiện cái quá trình điều trị được diễn ra một cách suôn sẻ. Đó là một cái niềm vui và niềm tri ân sâu sắc. Thì thầy xin dành cái cúi đầu dành cho quý chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền xã Vĩnh Kim. Kính thưa quý bệnh nhân và quý người nuôi thân mến, thì khi trước cha chính là người làm việc với tất cả các ân nhân, các mạnh thường quân, thì sau đó khi cha mất thì chính những
quý nhân dân, quý mạnh thường quân đã đón xem tới các thầy và tin tưởng đồng hành giúp đỡ cho các thầy giống như những người chú, những người ông và những người cô, những người dì để theo dõi cái bước đường mà các thầy đang đi. Nếu như đi sai, đi méo thì chính những vị này sẽ nhắc nhở và sẽ hướng dẫn lại cho mình đi đúng cái con đường mà cha Phêrô đã dựng nên. Thì hôm nay các thầy cũng xin cái dành cái cúi đầu đó để tri ân dành cho quý ân nhân, quý mạnh thường quân, giống như những bậc phụ huynh của chính các thầy thuốc ở đây. Xin cho con được gửi cái cúi đầu cho quý ân nhân và quý mạnh thường quân ạ. Kính thưa bệnh nhân và người nuôi thân mến, trong cái công trình khoa học của cha thì không chỉ là vấn đề kinh phí vật chất mà còn đó là mặt chuyên môn. Thì khi cha còn sống, cha làm việc với các lương y, các bác sĩ, và chính các lương y, các bác sĩ và những thành viên ban cố vấn đã đồng hành với cha, cũng như là tiếp tục vẫn còn đang gắn bó và dạy dỗ hướng dẫn cho các thầy về vấn đề chuyên môn y khoa, để các thầy tiếp tục, các thầy mới giúp cho những bệnh nhân có mặt ở đây. Thì những vị y bác sĩ, lương y và các y sĩ và các những người đã cố vấn, đã ủng hộ tiếp tục cho các thầy, thì thầy xin được cảm ơn. Xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến bác sĩ Nguyễn A Ram, bác sĩ Cốt Đề Vu, bác sĩ Hoàng, bác sĩ Thị Long, bác sĩ Khang, bác sĩ Lê Tất Đạt, bác sĩ Dân Nhi, bác sĩ Nguyên, cô Xuân Nhung và bác Kiên cùng lương y Ngô Đức Dượng. Đây là những người thầy mà đã dạy dỗ các thầy bên cạnh cha Phêrô Nguyễn Văn Tường và vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với quý thầy để nâng cao chất lượng chuyên môn, để các thầy có thể vững vàng và có thể tiếp bước cái công trình khoa học của cha để giúp cho tất cả các bệnh nhân có mặt ở đây. Thì các thầy sẽ dành cái cúi đầu này dành cho các y sĩ, bác sĩ, các cố vấn và lương y. Kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, cái cúi đầu kế tiếp các thầy muốn dành cho tất cả quý bệnh nhân và người nuôi. Bởi vì khi còn sống, cha Phêrô đã nói rằng chính bệnh nhân và người nuôi đến đây chính là những người thầy của các thầy thuốc ở đây. Khi mà bệnh nhân đến đây trao cái niềm tin, đặt cái sự hy vọng vào cha, vào chính các thầy, thì các thầy phải có trách nhiệm, phải có bổn phận lo chu toàn cái sứ vụ là giúp cho bệnh nhân vượt qua cái căn bệnh ung thư. Thì chính những người bệnh nhân, những người nuôi cũng chính là những người thầy dạy dỗ cho các thầy ở đây, để các thầy hiểu được trên thực tế cái sức khỏe của từng bệnh nhân nó diễn ra như thế nào, và dựa trên cái kinh nghiệm đó để mình tích lũy mỗi ngày tốt hơn để phục vụ cho chính những bệnh nhân sau. Khi mà bệnh nhân sau tới đây, mình có những cái kinh nghiệm đó, mình thực hiện, mình chia sẻ những cái kinh nghiệm quý báu đó cho tất cả những người sau nữa và sau nữa. Thì thầy cũng xin cúi đầu để cảm ơn quý bệnh nhân và người nuôi. Bây giờ thầy xin hướng về cha. Các thầy sẽ sau đó sẽ cúi đầu, cúi xong dành cho cha cái lời tri ân chân thành nhất, và không có một cái điều gì có thể diễn tả được. Trước khi đó thì các thầy xin được tâm tình một chút với cha, cũng như là cảm ơn cha đã dạy dỗ, đã huấn nhục các thầy để có được ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý bệnh nhân, quý người nuôi và các thầy, chúng ta sẽ thực hiện cái động tác cúi đầu cúi xong dành cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường như một người con. Cha
cha đã từng dạy rằng cúi đầu chào bạn thâm tình, cúi sâu mới đúng phận mình làm con. Thì hôm nay tất cả mọi người chúng con ở đây hướng về cha để thực hiện cái cúi sâu, để tỏ lòng biết ơn cha như một người cha chân chính của chúng con, và đã giáo dục, đã cứu sống tất cả rất nhiều bệnh nhân. Xin mọi người cùng cúi sâu. Xin được cảm ơn cha rất nhiều. Xin được cảm ơn quý bệnh nhân và người nuôi. Chúng ta có thể ngồi xuống nè. Kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, thì trong suốt thời gian mà cha đã huấn nhục các thầy thuốc ở đây, cha dạy dỗ các thầy mới có được ngày hôm nay, thì chính cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã dạy rằng khi sống, cuộc sống của tụi con đối với Thiên Chúa là cuộc chúng con phải là đầy tớ vô dụng. Trong một ngày làm việc của tụi con phải làm việc hết mình, nỗ lực hết sức, và tới cuối ngày tụi con phải dâng lên Chúa và nguyện lòng rằng: thưa Chúa, chúng con chính là đầy tớ vô dụng của Người. Đó là điều mà cha đã nhắn nhủ với các thầy. Có nghĩa là khi các thầy làm việc, các thầy phải cố gắng nỗ lực hết cái khả năng của mình, hết tấm lòng của mình, nhưng cuối ngày mình phải dâng lên điều đó cho Chúa, và mình phải nói rằng chúng con là đầy tớ vô dụng của Chúa. Còn đối với bản thân, cha dạy rằng chúng con phải có đời sống ăn cây cỏ mang hạt giống. Và khi có đời sống ăn cây cỏ mang hạt giống, đời sống của con nó mới thanh tịnh và mới thay đổi dòng máu, mới trở thành một con người mới, mới giúp ích được cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Và chúng con phải có đời sống buông bỏ của cải vật chất, giống như cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã từng làm. Thì các thầy ở đây cũng nói bước theo cha, cũng cố gắng hy sinh cái cuộc đời mình dành cho các bệnh nhân ung thư. Còn đối với tha nhân, chúng con phải yêu thương và phải cho không. Đối với tất cả các bệnh nhân khi đến đây và tất cả mọi người, chúng con phải đem lòng yêu thương họ, chứ không có được ganh đua, ghen ghét, hận thù, sân si. Cho nên các thầy cũng thực hiện đúng cái điều đó mà hôm nay cha đã nằm xuống, cha đã dạy dỗ, mà các thầy cũng đang thực hiện theo. Và các con phải có đời sống cho không, có nghĩa là tất cả mọi người đến đây, các con không được phép nhận tiền, nhận quà cáp từ ai, mà là giúp một cách vô điều kiện, không phải đòi hỏi một cái điều gì. Phải bảo vệ sự sống, bảo vệ sự sống giúp cho những người bệnh ung thư, mà còn phải bảo vệ cả những con động vật nữa. Có nghĩa là các thầy ở đây không được phép giết hại tất cả những cái loài vật, ví dụ như con kiến hay là những loài vật khác, mà bên cạnh đó phải nuôi dưỡng những cái con vật. Ví dụ như hồi trước các thầy cùng với cha nuôi trâu, nuôi bò, nuôi ngựa, mà chính những con trâu, con bò, con ngựa đó nó mới ăn những cái loại thực phẩm rau xanh, xin lỗi, ăn những loại cỏ xanh, ăn rơm đó, rồi nó đi phân ra là phân kiềm, thì lấy cái phân kiềm bón cho cây thuốc, thì lấy cái cây thuốc đó cho bệnh nhân. Thì chính tụi con và chính những bệnh nhân ở đây đều là những người mang ơn những con vật đó đó, cho nên là tụi con phải chăm lo yêu thương nó rất nhiều. Thì đối với tha nhân và đối với những con động vật, cha cũng dạy dỗ các thầy như vậy. Và khi cha nằm xuống, khi cha nằm xuống để cho các con đứng lên, thì hôm nay chính các thầy ở đây phải mạnh mẽ, phải đứng vững và phải kiên cường tiến lên phía trước để thực hiện cái con đường yêu thương cho không của cha. Như mẹ của cô Mai Phương đã từng nói rằng, từng an ủi các thầy rằng: cha không mất đi, nhưng mà cha vẫn tiếp tục luôn đồng hành cùng với các thầy, cha vẫn hiện diện ở đây. Thì các thầy vẫn luôn tin tưởng rằng điều đó ở trong trái tim mình, các thầy đều tin rằng cha luôn có sự hiện diện ở đây. Cho nên ở giữa bàn thờ của cha vẫn còn cái di ảnh, di vật của cha, đó chính là chiếc ghế chủ tọa
mà chính các thầy đã trang trí lại chỗ này để ghi nhớ rằng cha vẫn luôn hiện diện ở đây, vẫn luôn theo dõi cái quá trình làm việc của tất cả mọi người ở đây và luôn phù hộ cho các thầy. Đó là niềm tin của các thầy. Và phòng giám đốc chính là phòng kỷ niệm mà cha Phêrô đã từng làm việc. Thì hôm nay các thầy phục dựng lại cái công trình khoa học này, các thầy vẫn để cái phòng giám đốc là phòng kỷ niệm của cha, và những lời dạy của cha đều còn luôn hiện hữu cùng với các thầy và các bệnh nhân. Do đó hôm nay là một ngày vui của tất cả các thầy thuốc ở đây, cũng như là quý mạnh thường quân, quý ân nhân, các y bác sĩ, quý chính quyền và quý bệnh nhân. Thì cho nên chúng con không có lời nào diễn tả được cái nỗi xúc động ở trong lòng. Và hôm nay càng vui mừng hơn khi anh Phạm Xuân Dũng là đã trở về đây để đồng hành cùng với phòng khám, đã thực hiện đúng cái điều mà cha mong ước. Mà tụi con chắc hôm nay thấy cái cảnh này chắc cha cũng sẽ vui mừng lắm. Cho nên hôm nay tụi con cũng rất là xúc động. Hôm nay chắc có lẽ tụi con cũng sẽ ngủ, có một cái giấc ngủ thật là ngon. Vì bệnh nhân có một cái nơi để mà được chữa bệnh một cách khang trang như thế này, thì chúng con không biết nói gì hơn. Thì cũng xin chúc cho tất cả quý bệnh nhân sớm mau vượt qua cái căn bệnh này để trở về đồng hành và trở về cuộc sống cùng với gia đình. Thì còn một điều nữa chúng con muốn nhắc nhở quý bệnh nhân, chúng ta hãy cố gắng gìn giữ cái phác đồ điều trị này để đạt được cái kết quả tốt nhất. Và Tết năm nay thì phòng khám sẽ nghỉ vào ngày 29, 30, mùng 1 và mùng 2. Tuy nhiên các thầy vẫn trực ở đây để có những cái khó khăn gì thì bệnh nhân có thể điện thoại tới để các thầy hỗ trợ. Và mùng 1 năm nay các thầy sẽ ở đây để cùng với những bệnh nhân và người nuôi sẽ đọc kinh cho Chúa và đọc kinh cho cha, cũng như là các thầy sẽ có cái sự chuẩn bị tiền lì xì Tết cho bệnh nhân. Nếu như ai tới đây thì sẽ được nhận cái lọc, mặc dù nó không có nhiều, nhưng mà đó là cái tấm lòng của các thầy ở đây. Bây giờ trước khi kết thúc cái buổi lễ ngày hôm nay, xin mời anh trưởng ban truyền thông của phòng khám, anh Phạm Xuân Dũng, có đôi lời phát biểu ạ. Có lẽ Xuân Dũng mời thầy Thanh lên đây ngát nhỉ. Kính thưa cha, kính thưa các thầy, thưa quý mạnh thường quân và các bệnh nhân thân mến. Có lẽ là một cái thông tin cũng rất là vui khi mà Xuân Dũng ngày hôm qua vừa mới trở về đây để gặp các thăm các thầy cũng như thăm phòng khám. Thì ngay buổi tối hôm qua thì Xuân Dũng đã nhận được cuộc gọi của một nhóm ở Cà Mau. Đó là nhóm cô Kế Mười ở Cà Mau gửi qua Xuân Dũng. Đây là một nhóm mình từng quân đã từng gửi cho Xuân Dũng tiền để ủng hộ cho các bệnh nhân rồi. Thì hôm qua là cô và nhóm của mình đã điền cho Xuân Dũng và muốn rằng là thông qua Xuân Dũng hỗ trợ cho phòng khám 23 xi măng. Thì ban đầu Xuân Dũng từ chối, Xuân Dũng muốn nói rằng là cô hãy liên hệ với thầy Thanh, Xuân Dũng đưa cho thầy Thanh. Nhưng mà cô nói rằng là cô quen làm với Xuân Dũng rồi, cho nên là muốn Xuân Dũng trao cho thầy Thanh cũng được. Đó, thì và trên tay Dũng đây là món quà nhỏ của nhóm Chế Mười ở Cà Mau gửi tặng cho phòng khám 23 xi măng với tỷ giá là 2 triệu đồng. Dạ. 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 Cảm ơn tấm lòng của nhóm Chế Mười ở Cà Mau rất là nhiều. Dạ. Và thầy Thanh đứng đây chút xíu luôn. Với tư cách là ban truyền thông của phòng khám thì Xuân Dũng có muốn nói thế này. Như trước đây khi mà Xuân Dũng đang làm trợ lý cho cha và làm truyền thông cho cha thì Xuân Dũng có một quan điểm rõ ràng: tiền của phòng khám là Xuân Dũng không nhận. Nếu muốn ủng hộ cho phòng khám, ủng hộ cho cha thì cứ gửi trực tiếp cho cha. Cho nên là lúc mà Xuân Dũng mà bị đuổi ra khỏi phòng khám, dùng cái từ hơi nặng một tí đi, là đẩy ra khỏi phòng khám cho nên nhẹ nhàng hơn,
thì Dũng không hề giữ một đồng tiền gì liên quan đến cha. Dũng chỉ giữ tiền quỹ của Mạnh Thường Quân ủng hộ cho bệnh nhân mà thôi. Vì quan điểm của cha lúc đó nói rất rõ ràng rồi, ủng hộ cho bệnh nhân thì gửi cho Xuân Dũng, còn phòng khám thì Dũng từ chối mà Dũng phải gửi cho cha. Do đó hôm nay Xuân Dũng tuyên bố rằng thề trước Chúa, trước cha và những lời mà của những người đồn đại thì không bao giờ Dũng giữ một cắc một đồng nào của Mạnh Thường Quân mà gửi cho phòng khám hay gửi cho cha. Dũng có giữ là giữ tiền của Mạnh Thường Quân, nhưng vì lý do lúc đó Dũng không thể nào yên ổn để mà hỗ trợ cho bệnh nhân được, mà cũng nhờ vậy số tiền đó nó vẫn còn bảo toàn. Vì đường còn dài còn xa, bệnh nhân vẫn còn nhiều thì số tiền đó Dũng còn bảo lưu ở đây, và tiếp tục Dũng sẽ hỗ trợ cho những bệnh nhân trong thời gian sắp tới. Và tạm thời Xuân Dũng tạm thời chưa nhận thêm, Xuân Dũng muốn giải ngân bớt đi một chút đã rồi Xuân Dũng mới tiếp nhận lại. Còn về các hỗ trợ của phòng khám thì có lẽ Mạnh Thường Quân hãy mạnh dạn ủng hộ cho thầy Thanh với số điện thoại của thầy Thanh là 0345 99 2021. Quý vị có thể liên hệ để thầy Thanh chia sẻ số tài khoản và hỗ trợ trực tiếp vào đó, giống như trước đây mà Xuân Dũng cũng từng làm. Xuân Dũng không muốn nhận tiền của phòng khám, xin nói lại rõ quan điểm như vậy. Nếu có gửi thì Dũng chỉ nhận là nhận hỗ trợ cho các bệnh nhân mà thôi. Đấy, mọi người phải hiểu như vậy nhé. Cho nên là rất nhiều lời đồn đại của các kênh nói là Xuân Dũng ôm tiền của cha đi, thì Dũng xin thề trước Chúa, trước cha và tất cả các Mạnh Thường Quân không hề lấy một đồng tiền nào mà gửi của cha. Kể cả 1.000 đô Xuân Dũng cũng đã gửi cho anh Bảy rồi. Các thầy đây đã chứng kiến trong buổi họp, Dũng đã đưa cho anh Bảy trước 1.000 đô của cô Tâm ở Mỹ. Đó. Còn 1.000 đô cô Tâm mà gửi cho Xuân Dũng để hỗ trợ cho những bệnh nhân. Cô hối Xuân Dũng quá, cho nên là Xuân Dũng ai mà hối thì Xuân Dũng tính cho người nào đó, một bệnh nhân nào đó khổ, Dũng cho luôn 1.000 đô của cô luôn. Nhưng sau đó Xuân Dũng tìm được 4 hoàn cảnh khổ và Dũng cho mỗi người như vậy là 5 triệu đồng để cho nhân hết. Hiện tại bây giờ quỹ của cô chỉ còn 1.5 triệu thôi, Dũng chưa tìm người để cho. Đó. Cho nên là Xuân Dũng làm việc rất rõ ràng, tại vì Xuân Dũng không phải là nghèo. Nói thẳng như vậy, cứ ai tìm hiểu Dũng thì Xuân Dũng không phải là nghèo. Cho nên là đừng nghĩ rằng là mấy cái đồng tiền nhỏ như vậy mà Dũng lấy và ăn chặn đâu. Xuân Dũng đang muốn phát tâm làm từ thiện nữa thì có. Đó. Cho nên là phải nhớ rằng trước khi đến với phòng khám, trước khi đến với cha, Dũng là một Mạnh Thường Quân. Và cái duyên thì sau đó Dũng là học trò của cha thôi, chứ không phải Dũng là cái người để mà đi xin hoặc là đi ăn chặn những lấy đồng tiền như vậy. Nếu ai tìm ra được bất kỳ Dũng ăn chặn bất kỳ một chút nào thôi, hãy làm đơn. Đó. Xuân Dũng dám tuyên bố như vậy. Còn nếu không thì phải chịu trách nhiệm trước cái sự vu khống đó. Đó. Rồi một lần nữa thì cảm ơn thầy Thanh. Và Xuân Dũng muốn nói câu này, có nghĩa rằng nếu quý Mạnh Thường Quân cậu ủng hộ cho phòng khám, cho các thầy, tiếp sức cho các thầy để phòng khám nó có nhiều trang thiết bị hơn. À, vậy vì thầy bây giờ còn thiếu lắm, thiếu quạt kiết là mọi cái còn thiếu, thì xin liên hệ với thầy Thanh để thầy Thanh cung cấp số điện thoại của phòng khám và thầy Thanh quản lý cái việc đó, được không ạ? Dạ được. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Dũng. Thầy Thanh chia sẻ nói cái điều này chứ. Dạ. Trước tiên thì thầy Thanh xin đại diện các thầy thuốc trong phòng khám cảm ơn nhóm chế 10 ở Cà Mau đã thông qua anh Xuân Dũng ủng hộ cho phòng khám để giúp cho các bệnh nhân. Thì cũng như là gia đình Bắc An đã ủng hộ cho 1.600 đô. Các thầy cũng xin chân thành cảm ơn cái sự tin tưởng, cái sự đóng góp của tất cả các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã ủng hộ cho phòng khám. Thì thầy cũng xin chia sẻ thêm một chút. Đó là nếu như mà anh Phạm Xuân Dũng làm sai thì chắc chắn hôm nay anh sẽ không có mặt ở đây. Xin chúng ta hãy dành một tràng pháo tay dành cho anh Phạm Xuân Dũng, bởi vì cha chính là người đã tín nhiệm anh Phạm Xuân Dũng và đã tin tưởng anh để giao phó cái đường lối cũng như là cùng với các thầy yêu thương cho không và giúp cho các bệnh nhân. Thì ngày hôm nay các thầy cũng vui mừng khi cộng tác cùng với anh. Thì giống như anh nói đó, tất cả những thứ, mọi thứ nó sẽ làm việc một cách minh bạch, rõ ràng để cho mọi người cùng hiểu. Thì ở đây, các thầy thuốc ở đây có cái tài khoản, đó là tài khoản đồng sở hữu, không phải của thầy Thanh hay là một thầy ở trong đây, mà đó là tài khoản chung của 4 thầy, thầy Thanh, thầy Quý, thầy Tiến và thầy Hạnh.
Thì cái vấn đề mà nhận ủng hộ từ các mạnh thường quân thì các thầy cũng nhận tất cả những cái sự đóng góp, sự ủng hộ giống như trước đây cha đã từng nhận, mà cũng không nhận những trường hợp ví dụ như đó là bệnh nhân hoặc là người nuôi hoặc là người gia đình của bệnh nhân giống như trước đây cha đã từng làm, thì các thầy cũng vẫn thực hiện đúng những cái gì cha đã hướng dẫn cho các thầy. Xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều và cảm ơn quý bệnh nhân này. Cũng một chút nữa thì Xuân Dũng muốn xin số tài khoản chung của số tài khoản của phòng khám mà chung đồng sở hữu của bốn thầy để Xuân Dũng có thể cho nó chạy dưới video cần thiết khi nào cần thiết để Mạnh Thường Quân có thể liên hệ và có thể chuyển vào đó được không ạ? Hay là dạ thôi. Hay là dạ, liên hệ với thầy Thanh dạ, sau. Dạ. Rồi rồi, vậy thì Mạnh Thường Quân nào cần ủng hộ phòng khám thì phải liên hệ với thầy Thanh, chắc là các thầy cùng làm giống như cha trước đây, phải xác minh, phải cần có cái cam kết với nhau, không có làm khó khi mà nhận tiền, cũng không đòi hỏi, cũng không thế này thế kia như cha trước đây đã từng nhận, đúng không ạ? Yeah. Chứ không phải là cứ chuyển vào, có cung cấp số tài khoản, chuyển vào đó, sau đó để yêu cầu là tôi có người nhà bị bệnh, anh phải yêu cầu nó phải chữa hết bệnh, hoặc là bắt buộc có thể phải quan tâm nhiều hơn, đó là cái cách làm khó cho những thầy thuốc. Cho nên là rất tuyệt vời khi thầy Thanh vẫn luôn giữ cái đường lối của cha. Cảm ơn thầy. Và một hôm nay thì Xuân Dũng có trở lại đây thì thấy như vậy đấy, cơ ngơi mà các thầy đã phục dựng lại thì nó quá ok, quá đẹp, quá tuyệt vời. Từ mọi khâu cho đến từ các thầy cho đến các bệnh nhân, Dũng thấy rất tuyệt vời. Và vui mừng hơn khi hôm nay có 5 ca ra viện. Thì như những lần trước cha đã từng muốn Xuân Dũng chia sẻ điều này. Mỗi lần ra viện thì cha muốn Xuân Dũng đứng lên và chia sẻ với các bệnh nhân. Thì Dũng cũng muốn đứng lên chia sẻ một chút. Chúc cho các bệnh nhân luôn luôn giữ cái phác đồ của cha khi về nhà. Tuyệt đối không ăn thức ăn động vật. Và có chế độ ăn đúng, uống đúng và nghỉ ngơi đúng. Ăn đúng, uống đúng chưa đủ, phải nghỉ ngơi. Hợp lý đúng. Đừng có thấy rằng hôm nay khỏe về rồi như anh đây chẳng hạn. Khỏe rồi, có thể là thấy ai đó rủ đi làm hồ ngày 500 ngàn là đi làm là cũng được, từ từ. Biết rằng là như vậy nhưng mình phải nghỉ ngơi, có chế độ nghỉ ngơi từ từ. Vì mình là một bệnh nhân mới hồi phục thôi. Do đó thì chế độ ăn đúng, uống đúng và nghỉ ngơi đúng rất cần thiết tôi cho tất cả mọi người. Chứ đừng cho kể cả người khỏe, chứ đừng nói là người vừa mới bệnh xong. Và không biết nói gì hơn, chúc toàn thể quý Mạnh Thường Quân, quý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân chuẩn bị đón một cái Tết an lành, hạnh phúc và vạn sự như ý. Xin chân thành cảm ơn.